Hello mọi người, đã quay trở lại với video tiếp theo của Huỳnh Kha. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ nha. Ok, thì hôm nay mình hiện tại mình đang ở thôn Tri Thủy các bạn, tỉnh Ninh Thuận mình, cách thành phố Phan Rang Tháp Chàm khoảng chừng 2 đến 3 cây số gì đó về hướng Bắc. Hôm nay mình xuống đây để mình tham quan, mình review một cái ngôi nhà, mà một cái ngôi nhà của một vị tổng thống thời xưa ở Việt Nam mình các bạn. Vị tổng thống đó có tên là Nguyễn Văn Thiệu. Đấy, đây các bạn coi, phía sau lưng mình đây là ngôi nhà của vị tổng thống ngày xưa đó các bạn. Mình tìm hiểu và mình biết được và mình đã tìm được đến địa chỉ của ngôi nhà. Bây giờ mình sẽ vào mình review ngôi nhà này cho mọi người xem. Nhưng mà mình nghe nói ngôi nhà này có người giữ. À cô ơi, cô cho con hỏi, cái ngôi nhà này là của tổng thống Thiệu ngày xưa đúng không cô? À con nghe nói là ở trong đây có người giữ hàng ngày ở đây đúng không cô? Người ta ở chỗ này, giữ người ta ở trong. À người ta ở hả cô? Người ta ở, người ta quyết dọn hàng ngày bữa hay sao? Ta ở luôn mà bây giờ nhà nước tính lấy lại, họ dọn đi mà dọn chưa có hết. À dạ, bây giờ con làm bên YouTube á, con vô con quay được không cô? Được. À dạ dạ. Mở cửa đi vô đó. À bây giờ chỉ mở cửa mình đi vô thôi hả cô? Dạ con cảm ơn. Đi xung quanh còn ngoài sông. À dạ con cảm ơn cô nha. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ mở cửa vô, không biết trong đây nó có chó hay cái gì không nữa. Dạ. Ây da. Wow, cái cửa nó cứng quá các bạn. À đây vô được, chung vô được. Đây, để mình đẩy cửa cho Quân nó đi vô. Đi vô Quân. Con thằng coi chừng con chó nha. Đi vô, đi vô, đi vô. Đi vô. Ây da, rất là khó các bạn. Ây da, rồi xong. Cái thân hình nhỏ miệng. Ui. Có một con chó, hình như con chó này là con chó có chó mẹ. Nó đang sinh con á mọi người. Mình thấy nó nhìn mặt rất là dữ luôn. Mình đừng có đụng tới con nó là tốt nhất các bạn. Rồi thôi mình đi đâu nó lên theo luôn bay. Bây giờ mình sẽ cùng với mọi người vào đây để tham quan thử ngôi nhà của vị tổng thống thời xưa như thế nào nha các bạn. Ở đây có hai cái nón, chắc mình nghĩ là nón của người ta ở đây ở đó đến đó các bạn. Wow. Đây 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 các bạn coi. Trước tiên mình thấy là mình thấy được là cái hàng lục bình này các bạn. Cái này người ta gọi là lục bình, mà lục bình này lục bình thời xưa nè. Cái này mình nghĩ là chắc là phải trước năm 70 á. Trước năm 70, 75 gì đó mới có mấy cái này nè các bạn. Bây giờ mình muốn mua cái này ở ngoài vật liệu xây dựng thì cũng không có đâu. Tại vì người ta không có sản xuất ra những cái loại đó nữa các bạn. Đây. Ồ. Đây là cái bộ bàn, bàn ghế các bạn. Vương, hồi đó giờ thấy cái bộ bàn ghế loại này chưa? Chưa không. Cái này là bằng xi măng đúng không? Mình nghĩ vậy. Bằng xi măng. Nhưng mà ta thiết kế làm cái bàn như dạng như là giả một cái gốc cây á mọi người. Cực kỳ đẹp luôn. Đẹp đúng không? Cây cảnh nè. Ồ, cái này có hồn nông bộ nè. Đây nè. Hồn nông bộ người ta làm dạng như cái núi á mọi người. Cái núi mà dạng như cái gọi là trồng cái cây cảnh ở trong hồ nông bộ tượng trưng cho núi có cây có cỏ đó. Ở ngoài đây là cái gì ta? À mấy cái này là dạng như là ngày xưa các bạn. Mấy cái này ngày xưa rồi người ta đục đẽo ra cây, người ta tượng trưng ở trong nhà các bạn. Ngày nay thì mình thấy rất ít nhà, mặc dù người ta giàu có nhưng mà người ta không có trưng bày những cái loại như cây như gì trong nhà. Người ta đa số người ta tiền làm thời hiện đại bây giờ các bạn. Còn cái mẫu này là mẫu thời xưa này, cái không xài nữa bỏ ra bên đây, mình nghĩ là không xài nữa cho nên bỏ qua đây. Lúc nãy mình nghe cô nói là chuẩn bị trong giai đoạn dọn đồ đi đó các bạn. Nhà nước thu hồi lại cho nên chuẩn bị dọn đi, cho nên mấy cái đồ này đem ra ngồi sau đây chuẩn bị dọn hay sao á. Ô cái này là cái gì ta, giống như san hô vậy các bạn, phải san hô không Quân? Bằng xi măng hả? Xi măng á. À bằng xi măng các bạn. Ô quỳ đâu, quỳ sau đây có một miếng đất này mọi người. Wow, quỳ sau đây có một cái cây gì vậy ta,
cái cây gì mình không biết tên luôn, hình như là cái cây si hay cây gì đó các bạn. Cây si hay là cây xanh gì đó mình cũng không rành nữa. Bên đây có nhà vệ sinh nè. Trời ơi. Hiện tại vẫn có người ở cho nên nhà vệ sinh vẫn đầy đủ tiện nghi đó các bạn. Chỉ có điều là hơi cũ thôi. Đây, qua anh đây. Trong giai đoạn dọn đồ cho nên mình nghĩ là chắc nó hơi bề bộn đó các bạn. Đi qua đi Quân. Còn đây là cái gì ta? Mình nghĩ đây là chắc là nhà kho đúng không Quân? Nhà bếp hồi xưa. Đúng không ta? Chắc vậy hơn. Ồ, không còn cái máy gì luôn các bạn. Ở đây nó có mấy cây này một vòng sạch sạch thôi này. Ồ, có khi nào đang đứng nó làm cái ào lên đầu không ta? Ghê quá. Ở đây người ta cũng có nuôi gà nữa các bạn. Có gà. Này các bạn ơi, ở nhà này hiện tại có người ở mà các bạn, cho nên có nuôi gà là chuyện bình thường thôi. Wow, nhìn cũ nát hơn cái vách tường này, chắc mình nghĩ chắc ít nhất là phải 50-60 năm rồi đó đúng không? Nhưng mà cái này là xây bằng gạch. Gạch thỉ. Gạch thỉ ngày xưa nè, đó. Đó, đó. Không, chúng ta không thể nào mà ngờ được một vị tổng thống mà lại ở một cái ngôi nhà đơn sơ như thế này các bạn. Đúng không Quân? Bây giờ mình qua bên đây. Qua đây, nhà chính này. Đây ở trước đây là cái thềm lẻn á các bạn. Trên này là cái mơ, vậy là cái mơ nhưng mà cũng như là cái thềm lẻn người ta ở á. Hòn Non Bộ, cũng như lúc nãy mình nói với các bạn ở bên kia, Hòn Non Bộ. Wow, cái này là cái gì vậy Quân? Cái này là cái gì ta? Dạng như ngà voi, mà ngà voi làm giả ngà voi đúng không? Đúng rồi. Nói chung là cái này Hồ lắc lư nè. À nó bị gãy. Chạm rồng nữa các bạn. Wow, nhìn rất là đẹp ta. À đây là ngà nhỏ nè, đúng không? Phải nói là những cái thứ đồ này cổ kiến từ thời xưa tới giờ đó các bạn. Thời nay thì chắc chắn là mình sẽ không còn thấy những thứ này nó bán trên thị trường nữa đâu. Tại vì chỉ có thời xưa người ta mới sử dụng thôi. Cái hồ cá này thì chắc mình nghĩ là mới đây thôi. Chứ cái này nữa. Rất là nhiều, 4 cặp ngà voi, 2 ngà lớn, 2 ngà nhỏ. Và một bữa bây giờ mình vào trong nhà. Bây giờ mình vào trong nhà các bạn, mình thấy nhà mở cửa nè. Ok, bây giờ mình vào trong nhà thử nha. Mở cửa ra các bạn. Hiện tại là lúc nãy mình bên đây. Bên đây nè, quay vào đây Quân. Bên đây có một ông anh, lúc nãy mình trước khi vô mình có xin phép ông anh rồi các bạn. Cho nên mình review thì vẫn có ông anh ở bên đây nha, chứ không phải là không có ai nha mọi người. Đó, vẫn có ông anh giám sát mình. Mình chỉ là review thôi, mình không có đụng chạm hay là lấy cái đồ gì. Bây giờ mình sẽ vào trong đây. Có hơi tối không Quân? Quay có thấy không? Vẫn thấy đúng không? Ok. Wow. Ok. Wow, đây nữa nè. Cái này cái này gì đó? Giống như cái tấm lịch ngày xưa đúng không? Cẩn thận có gì nó rớt. Con này nó làm bằng chất liệu không nhá. Bạn biết chữ này chữ gì không? Chữ Đức. Đúng không? Đức trong Đức Hạnh. Đây là 2 cặp ngà voi nữa các bạn. Wow, cái ghế này. Cái này cái ghế mà dạng như cũng làm bằng xi măng giả gỗ á mọi người. Đây nè Quân nè. Thấy không? Nè, ôi ôi, không dám ngồi đâu các bạn, ngồi sợ nó bể cái chết luôn á. À đây cái này là hay nè. Đây cái này nè. Cái này nè các bạn. Bạn đứng quay xa ra nha, cái này là chuyện riêng tư của gia đình nha. Cái này trên đây có một cái bài vị các bạn, viết tên rất là nhiều người trên đây. Để tên ngày, để ngày giỗ ngày đồ luôn. Qua, wow, còn đây nè. Một cái trụ. Cái trụ bằng gỗ các bạn. Ở trong nó bọng này Quân. Nó bọng rộng ở trong quá. Vậy là nó bị một ăn á các bạn. Phải một ăn không, hay là người ta thiết kế nó bọng. Một ăn trong cái đó. Ừ chứ đúng là nếu mà cây cột nhà là người ta phải làm gỗ đặc đúng không? Gọi là gỗ
chứ không ai mà bày bày khó bên kia đây. Bị một ăn. Đúng rồi, có chỗ đặt này, có chỗ đặt này các bạn. Bây giờ ra nè. À. Những cái một. Đúng rồi, một ăn quá trời luôn các bạn. Anh này gỗ đặt hết nè. Gỗ này gọi là gỗ tốt nha các bạn, nhưng mà lâu năm quá mình nghĩ chắc là lâu năm quá chịu không nổi một mới ăn á. Đây là cái giường ngủ các bạn. Nhưng mà hầu như là đã lâu rồi không còn ai ngủ nữa. Cho nên nệm mùa nó gọi là nó rối hết rồi. Cái dàn cửa gỗ tuy là nó cũ kỹ nhưng mà toàn là gỗ tốt thôi các bạn. Bên kia thì vẫn có cái tủ, vẫn có cái tivi. Cái này là mình nghĩ là chắc là người ta ở đây rồi. Người ta mấy cái này là người ta mới sắm đây thôi các bạn. Wow. Ừ? Sao thấy gì? À. Những chữ Hán hả? Mày biết mấy chữ này không? Biết. Tao đọc cho nghe nè. Xi sầu san sậy. Tại gì? Là vương miệng giếng và kha mặt rỗ. Hợp lý không? Có mấy người xưa không? Không. Việt Nam mình á là mình nghe nói nè mọi người. Mình nghe nói á. Người Việt Nam mình á, cách đây khoảng chừng vài trăm năm về trước là người Việt mình sử dụng tiếng hay như gì nè, sử dụng chữ hay như gì nè, chứ không phải là chữ Việt như bây giờ, phải không? Tại cái lịch sử của mình nó không được nói chung nói chung lịch sử 4.000 năm của nước Việt mình á các bạn, thì mình nghe nói mấy ông bà già thời xưa nói thôi. Ngày xưa á là gì? Nước Đại Việt mình á, gọi là nước Đại Việt nha, ngày xưa là mình sử dụng những cái chữ như vậy nè, chứ không phải là những cái chữ Việt Nam như bây giờ mình sử dụng đâu. À, thì mình chỉ nghe nói vậy thôi chứ mình là dạng như là đầu ngón chân đi lên mà sao mình biết được các bạn. Quay qua cái tủ. Wow. Tủ này gỗ cũng gỗ thời xưa luôn các bạn ha, không mở ra không có đụng đâu. Tủ trong nó vẫn còn đồ các bạn. Còn đây là cái tivi này mình nghĩ có lẽ là mới đây khoảng chừng chục năm đổ lại thôi. Ở đây có 2-3-4 cái kẹt này mà người ta nạp hết rồi, mình tưởng đâu người ta chưa nạp thì mình nạp mọi người. Còn đây là một chiếc võng. Vương mày mày có buồn ngủ không? Không. Tưởng mày buồn ngủ mới lên đây mày ngủ nè. Thì không. Mình ngủ rồi ai quay cho các bạn xem à? À đúng rồi. Ai mày đi ra đây mày tao ngồi tâm sự chút ơi. À ngồi đây này đứng mày quay vô. Hả? Phải quay phải thấy cái mặt tao đẹp trai nha. Okay. Đúng không? Đẹp trai chưa? Đẹp trai chưa? Chưa. Ủa chưa đẹp trai á? Đẹp trai chưa? Đẹp trai chưa? Đẹp trai đúng không? Phải đẹp trai nha. Mặt rỗ dữ vậy. Mậu phộng. Ok mọi người. Thì lần đầu tiên mình phải nói cái ngôi nhà cổ như thế này á. Nhà cổ nhưng mà có những cái thứ đồ sang trọng thời xưa. Thì hôm nay là ngày đầu tiên mình được thấy. Mà đặc biệt hơn nữa là ngôi nhà này là ngôi nhà của một vị tổng thống ngày xưa các bạn. Một vị tổng thống mà ở một căn nhà. Dạ được rồi anh ạ, em quay hết xong rồi. Dạ. Dạ đủ rồi, em quay hết vậy được rồi. Có ông anh ở đây á các bạn. Anh sợ mình quay tối á, anh kêu mình mở cửa ra để quay. Nhưng mà thực ra anh quay xong hết rồi. Cái điều mà mình bất ngờ đó là mình đã coi trên YouTube rồi mình thấy rồi, nhưng mà hôm nay mình xuống tận mắt mình thấy. Rồi mình quay lại cho mọi người xem. Mình bất ngờ nhất là cái ngôi nhà của vị tổng thống mà nó lại đơn sơ như thế này các bạn. Vương nghĩ đúng không? Thời đại bây giờ á các bạn. Thì thời đại bây giờ nó tân tiến rồi. Nói chung là nhà cửa bây giờ một người dân bình thường á mà chỉ cần có điều kiện thôi thì ở một cái nhà phải nói là gấp chục gấp trăm lần như thế này đó, chứ đừng nói chi là ở trên cao nữa thì mình không nói. Thực sự mình phải nói là mình nhìn một cái ngôi nhà của vị tổng thống ngày xưa như thế này thì mình đủ hiểu là cái thời cha ông của mình ngày xưa khổ như thế nào, đúng không? Đúng không các bạn, mình chỉ suy luận ra ngôi nhà của vị tổng thống và mình suy luận ra người dân của mình ngày xưa như thế nào thôi. Thật sự là bây giờ thời của mình là nó quá sung sướng rồi các bạn. Hy vọng là sau này cái lớp trẻ sau này lớn lên sẽ còn sung sướng hơn mình nữa. Thì đất nước mỗi ngày mỗi phát triển, bây giờ mình xong rồi. Mình sẽ đóng cửa lại mình các bạn. Phát hiện ở đây một cái bạn chưa biết. Cái gì có thể quay cho các bạn xem. Đây là cái xích đu. À cái xích đu không? Để mình đóng cái cửa này lại. Cái xích đu này mình thấy mình nghĩ là cũng chắc lâu lắm luôn rồi. Nó xét hết rồi nè. Bây giờ là tao ngồi đây tao xích đu nha. Mày đi về mày tắm rửa ngủ nghỉ đi. Có gì chiều nấu cơm cho gọi tao về tao ăn nha. Okay. Ừ, ngủ giấc cho phỉ cho mệt quá. Nhưng mà cái xích đu người ta thiết kế cái này nó rất là hợp lý nè. Sao?
Mặt đạn nè, ngày xưa nè. Mặt đạn xe nè, thấy không? Đó. Đúng là đồ cổ có khác. Thôi, ok. Nhiều đó là đủ rồi các bạn. Nhiều đó là chúng ta đủ hiểu một ngôi nhà của một vị tổng thống ngày xưa như thế nào rồi, không? Bây giờ xong rồi, mình trả lại vị trí cho người ta và mình đi ra thôi các bạn. Thôi, bây giờ mình sẽ đi về các bạn. Mình review như đó thì đủ để chúng ta xem và chúng ta hiểu rồi, đúng không? Bây giờ thì mình xin trả lại cái không gian cho người ở đây các bạn. Ngôi nhà này cũng sắp sửa bị thu hồi lại và người ta cũng chuẩn bị đang dọn đồ đi các bạn. Ok các bạn, bây giờ mình xin phép dừng video tại đây và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra để xem video của Huỳnh Kha nha. Mọi người nhớ để lại cho mình một cái like và một cái đăng ký kênh, chia sẻ cái video này ra để cho kênh mình phát triển nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Một lần nữa chúc mọi người một ngày mới thật là sức khỏe và vui vẻ bên cuộc sống. Bây giờ hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.